Chào mừng các em đã đến với kênh lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài diễn đạt trong văn nghị luận trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, tập 2, trang 155. Chúng ta cùng đến với phần 3 lớn, xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận. Ta cùng đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Trước tiên là câu hỏi thứ nhất. Tìm hiểu các đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. Để có thể thực hiện được các yêu cầu, chúng ta cần đọc kỹ hai đoạn trích trong sách giáo khoa trang 155. Yêu cầu A, đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn trích trên khác nhau, nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm gì tương đồng? Ngoài điểm tương đồng đó, giọng điệu trong từng đoạn trích có những nét đặc trưng riêng biệt. B, cơ sở chủ yếu tạo nên sự khác biệt về giọng điệu của lời văn trong đoạn trích trên là gì? C, chỉ rõ cách sử dụng từ ngữ hoặc cách sử dụng kết hợp các kiểu câu, các phép tu từ, từ vựng hoặc cú pháp có vai trò chủ yếu trong việc biểu hiện giọng điệu của từng đoạn trích. Câu hỏi A. Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn văn trên khác nhau nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm tương đồng. Giọng điệu khẳng định một cách hùng hồn, dứt khoát, trang nghiêm. Giọng điệu của từng đoạn văn có những nét đặc trưng riêng biệt như sau. Về đoạn 1, sử dụng giọng điệu sôi nổi, mạnh mẽ, hùng hồn. Đoạn thứ 2, sử dụng giọng điệu trầm lắng và thiết tha. Câu hỏi B. Cơ sở chủ yếu tạo nên sự khác biệt trong giọng điệu của lời văn những đoạn văn trên là đối tượng nghị luận và nội dung nghị luận. Ở đoạn trích thứ nhất, viết về tội ác của thực dân Pháp nhằm lên án chung trước đồng bào và dư luận thế giới, từ đó khẳng định việc giành độc lập của dân tộc Việt Nam là tất yếu. Đoạn thứ hai, viết về thơ của Hàn Mặc Tử, lý giải cái gọi là thơ điên, thơ loạn, thực chất là thể hiện một sức sống phi thường, một lòng ham sống vô biên, một ước mơ rất con người. C. Cách sử dụng từ ngữ hoặc cách sử dụng kết hợp các kiểu câu, các phép tu từ vựng hoặc cú pháp có vai trò chủ yếu trong việc biểu hiện giọng điệu của từng đoạn trích như sau. Đoạn trích thứ nhất, sử dụng nhiều từ ngữ thuộc lớp từ ngữ chính trị, xã hội như tự do, bình đẳng, bác ái, chính trị, dân chủ, luật pháp, dư luận, chính sách. Sử dụng các phép lập cú pháp, phép song hành và phép liệt kê. Còn ở đoạn trích thứ hai, sử dụng những từ ngữ thuộc lĩnh vực văn trường và cuộc đời như lời thơ, ý thơ, bài thơ, thơ điên, thơ loạn, những bài thơ văn, sức sống, ham sống, ước mơ, ý thức, sống hoặc chết. Sử dụng kết hợp các kiểu câu, các biện pháp tu từ như câu cảm thán, câu lập cú pháp. Tiếp theo là câu hỏi số 2. Tìm hiểu các đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. Ta hãy cùng đọc kỹ hai đoạn trích trong sách giáo khoa trang 156 để thực hiện các yêu cầu. Yêu cầu A. Nhận xét về giọng điệu của lời văn nghị luận trong các đoạn trích trên. Chỉ rõ những phương tiện từ ngữ, kiểu câu được dùng để biểu hiện giọng điệu đó. B. Phân tích ngắn gọn những cơ sở tạo nên sự khác biệt của giọng điệu ấy trong từng trường hợp cụ thể. Câu hỏi A. Về cách sử dụng giọng điệu của lời văn nghị luận trong đoạn trích thứ nhất. Về giọng văn, thể hiện sự hô hào, thúc giục đầy nhiệt huyết, sử dụng câu khẳng định dứt khoát, câu cảm thán, câu cầu khiến có tính chất hô hào thúc giục, kết hợp nhiều kiểu câu, sử dụng kết hợp các câu ngắn, câu dài một cách hợp lý. Đoạn thứ hai, đoạn văn được viết với giọng ngợi ca, tha thiết, say mê, người viết sử dụng nhiều tính từ chỉ trạng thái, mức độ như rào rạt, lặng lẽ, say đắm, vội vàng, cuống quýt, ngắn ngủi, vui, buồn, nồng nàn, tha thiết, náo nức, xôn xao, thê lương, bi đát. Sử dụng kết hợp các kiểu câu ngắn, dài, câu nhiều tầng, câu lập cú pháp, liệt kê. Câu hỏi B. Cơ sở tạo nên sự khác biệt giữa hai đoạn văn. Đoạn thứ nhất, hướng đến đối tượng là đồng bào cả nước với mục đích khích lệ, kêu gọi toàn dân đứng lên chống Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Còn đoạn thứ hai, hướng đến đối tượng là thơ Xuân Diệu với mục đích ca ngợi cái tôi yêu đời, say mê cuộc sống của Xuân Diệu. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3.
Từ những nội dung đã tìm hiểu ở các mục 1 và 2, anh chị hãy xác định đặc điểm quan trọng nhất của giọng điệu trong văn nghị luận. Đặc điểm quan trọng nhất trong văn nghị luận, giọng điệu chủ yếu của lời văn nghị luận là trang trọng và nghiêm túc. Các phần trong bài văn có thể thay đổi giọng điệu sao cho thích hợp với nội dung cụ thể, sôi nổi, mạnh mẽ, trầm lắng và hài hước. Chúng ta cùng đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa của phần luyện tập. Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất. Phân tích rõ những đặc điểm trong cách sử dụng từ ngữ, sử dụng kết hợp các kiểu câu, biểu hiện giọng điệu của lời văn trong các đoạn trích sau. Chúng ta cùng đọc kỹ 3 đoạn trích trong sách giáo khoa trang 157 và 158. Trong đoạn trích thứ nhất, Hồ Chí Minh đã sử dụng từ ngữ một cách chính xác, phù hợp với việc tuyên bố thoát ly mọi quan hệ với thực dân Pháp. Sử dụng nhiều từ ngữ chính trị về câu, điểm nổi bật là đoạn sử dụng kiểu câu lập cú pháp và kiểu câu song hành với những câu ngắn để nhấn mạnh. Giọng điệu, ngôn từ của đoạn văn rất rắn giỏi, dứt khoát, mạnh mẽ và cương quyết. Ở đoạn trích thứ hai, Nguyễn Tuân nói về thời và thơ Tú Xương. Nguyễn Tuân đã sử dụng từ ngữ rất tài hoa như con người tú tài, nổi tiếng tài hoa, phong nguyệt tình hoài, chơi ngông, hiên ngang. Sử dụng kiểu câu điệp cấu trúc, song hành cú pháp tạo nên một giọng điệu rất riêng, một giọng điệu tài hoa uyên bác, đầy biến hóa trong việc sử dụng ngôn từ. Ở đoạn trích thứ 3, trong giáo trình ngữ pháp văn bản, tác giả viết theo lối so sánh để làm nổi bật những điều khác biệt trong tính cách, phẩm chất, tâm hồn, tình cảm của Kiều và Từ Hải. Sử dụng rất nhiều cặp tính từ tương phản, đoạn văn vì thế mang âm hưởng rất nhịp nhàng và cân đối. Tiếp theo là câu hỏi số 2. Anh chị hãy chọn một trong những đề bài sau và viết một bài văn nghị luận ngắn gọn, khoảng 1-2 trang, sử dụng từ ngữ, các kiểu câu và giọng điệu phù hợp. Đề bài thứ nhất, suy nghĩ của anh chị về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay. Đề bài số 2, một số bạn trẻ hiện nay cho rằng trước hết là phải sống cho mình. Theo anh chị, trách nhiệm với bản thân khác với tính vị kỷ như thế nào? Đề bài số 3, giá trị của con người không ở chân lý, người đó sở hữu hoặc cho rằng mình sở hữu, mà ở nỗi gian khó chân thành, người đó nhận lãnh trong khi đi tìm chân lý. Theo Lessing, từ câu nói trên, anh chị suy nghĩ gì về những thành công và thất bại trong hành trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp của đời sống con người? Ở câu hỏi này, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý cho đề bài thứ nhất, suy nghĩ của anh chị về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay. Đầu tiên là mở bài. Chúng ta giới thiệu về vấn đề cần nghị luận, suy nghĩ của bản thân về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay. Tiếp theo, ta đến với phần thân bài. Trước tiên, chúng ta giải thích nghề chỉ công việc của con người được đào tạo, được học hỏi để tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân. Ta đi đến phân tích, chứng minh và bình luận ý kiến dựa trên cơ sở về năng lực, sở thích của mỗi người để lựa chọn nghề nghiệp. Thuận lợi là xã hội phát triển, đa dạng nghề nghiệp, mở ra cho người lao động nhiều cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn là nhu cầu xã hội ngày càng cao, đòi hỏi chất lượng tay nghề của người lao động cũng phải cao. Về quan điểm chọn nghề, ta phải chọn nghề phù hợp với điều kiện của bản thân, sức khỏe, tài chính và lý lịch. Phải phản ánh năng lực say mê và sở thích của cá nhân. Ta không nên chạy theo những công việc được coi là thời thượng vì nhu cầu xã hội luôn đổi thay. Khi chọn được nghề thì phải nuôi dưỡng và có ý thức nâng cao tay nghề của mình. Về bài học nhận thức hành động, rút ra đó là lựa chọn công việc chân chính phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và sở thích của bản thân. Và khi đã chọn được nghề, ta phải tận tâm với nghề mình đã chọn. Cuối cùng là kết bài, ta khái quát lại vấn đề cần nghị luận. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn diễn đạt trong văn nghị luận trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, tập 2, trang 155. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt!